Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ tư ngày 22 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Như thường lệ, phần điểm những thông tin chính sẽ đến ngay sau đây. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trang nghiêm đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại tổ đình Từ Nam. Gần 500 đoàn viên người lao động tham gia chương trình đối thoại với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Được đầu tư hàng tỷ đồng và đưa vào hoạt động hơn 10 năm nay, tuy nhiên chợ Hương Sơ thành phố Huế ngày càng thưa thớt người mua kẻ bán, nhiều hạng mục đang đối mặt với tình trạng xuống cấp trầm trọng. Phát biểu động viên phong trào sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tại lễ trao giải cuộc thi lần thứ 17 được tổ chức tại nhà hàng sông Hương sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh những sáng kiến nhỏ hôm nay sẽ là những phát minh lớn ngày mai. Tại lễ trao giải lần này, 65 đề tài xuất sắc trong tổng số 163 đề tài được ban tổ chức tôn vinh nhờ những giá trị ứng dụng vào thực tiễn. Tính đến nay, qua 17 lần tổ chức, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đã thu hút 1.591 đề tài của các em học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia và đã có nhiều đề tài đạt giải quốc gia quốc tế. Cùng với sự triển khai đồng bộ của cả cấp, sự hưởng ứng tích cực của các em học sinh, ban tổ chức đã tiếp nhận 163 hồ sơ đăng ký tham gia. Từ kết quả chấm thi của các hội đồng chuyên ngành, ban tổ chức đã quyết định trao giải cho 65 đề tài, gồm 2 giải nhất, 7 giải nhì, 15 giải ba và 41 giải khuyến khích. Tỷ lệ đạt giải là 39,9%. Đề tài lan tỏa cổ phục Huế trong đời sống đương đại và đưa cổ phục Huế vào hoạt động giáo dục ở các trường trung học cơ sở thành phố Huế của nhóm tác giả đến từ trường trung học cơ sở Chu Văn An và đề tài phần mềm hỗ trợ nhà trường giám sát học sinh trong kỳ thi của nhóm tác giả đến từ trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương được trao giải nhất của cuộc thi. Nhìn chung, các đề tài tham dự cuộc thi đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn gắn bó chặt chẽ với cuộc sống lao động, học tập, vui chơi của thanh thiếu niên nhi đồng. Phát biểu động viên phong trào sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tại lễ trao giải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ mong muốn và tin tưởng nhiều bạn thanh niên, các em thiếu niên nhi đồng trong tỉnh sẽ tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi, tìm được những điều bổ ích, hứng thú và động lực để nuôi dưỡng phát triển nhiều ý tưởng sáng tạo mới, áp dụng vào thực tế học tập và đời sống. Đồng thời đề nghị cả cấp bộ đoàn đội tiếp tục làm tổ công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, chủ động phối hợp triển khai sâu rộng cuộc thi ở cả cấp nhằm huy động đông đảo các bạn thanh niên, các em thiếu niên và nhi đồng tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào sáng tạo trẻ trong thanh thiếu nhi tỉnh, góp phần vào sự phát triển chung của Thừa Thiên Huế. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đặc biệt gửi cảm đến các em thiếu niên nhi đồng tỉnh. Hôm nay các em tự hào về Huế, ngày mai Huế sẽ tự hào về các em. Tổng kết cuộc thi, ngoài trao thưởng cho các đề tài đạt giải, ban tổ chức tặng giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và tổ chức cuộc thi và phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh lần thứ 18 năm 2025. Sáng nay tại tổ đình Từ Đàm, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trang nghiêm cử hành đại lễ Phật đản Phật lịch 2568. Tham dự có ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Chí Tài, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo chính quyền mặt trận các ban ngành của tỉnh và thành phố Huế. Buổi lễ cũng thu hút hàng ngàn tăng ni Phật tử tham gia thành tâm kính Phật. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Khế Chân, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên đọc thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Phật Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhắn nhủ tới các tăng ni Phật tử cần đề cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, làm tròn bổn phận của mình để góp phần lan tỏa những gì tốt đẹp nhất đến với mọi người. Tăng ni Phật tử bên cạnh cả công tác Phật sự phải biết phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, chung tay xây dựng quê hương Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, ba hồi chuông trống bạc nhã được vang lên. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã dâng hương cầu nguyện cúng dường Đức Phật. Toàn thể mọi người đồng tụng bài khẩn đản nguyện cầu tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568 được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gồm nhiều hoạt động trải khắp các địa điểm: Ngân Lương Đình, Liễu Quán, Quốc Từ Diệu Đế, Tổ Đình Từ Đàm. Ngoài các nghi thức tôn giáo tại các chùa và từ viện, đại lễ Phật đản tại cố đô Huế còn có các chương trình mang tính xã hội như hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thành tựu đạo và nhiều chương trình nghệ thuật. Đặc biệt năm nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục chú trọng công tác từ thiện xã hội, kêu gọi tăng ni cư sĩ thiện tín thập phương phát tâm cúng dường, đóng góp giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn với tinh thần đạo pháp dân tộc.
Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quỳ Phương chủ trì chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với gần 500 đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh. Là hoạt động trọng tâm của tháng công nhân, chương trình là dịp lãnh đạo tỉnh lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của công nhân lao động, đồng thời tiếp tục khẳng định sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, tổ chức công đoàn đối với công nhân, người lao động. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn. Trong những năm qua, đội ngũ công nhân viên chức lao động của tỉnh phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, ngày càng đa dạng về cơ cấu, có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển quê hương. Tỉnh cũng đã có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển đội ngũ đoàn viên công đoàn và thực hiện tổ công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động. Tuy nhiên, đời sống vật chất tinh thần của một bộ phận công nhân người lao động vẫn còn gặp khó khăn. Công tác phối hợp giữa các cấp ngành trong giải quyết những chế độ chính sách và những khó khăn kiến nghị của công nhân lao động có lúc chưa kịp thời. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, chương trình đối thoại ghi nhận hơn 20 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, tình hình việc làm, vấn đề tạo việc làm, duy trì việc làm bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động, các giải pháp phát triển nhà ở, nơi vui chơi, giải trí, trường học cho con của công nhân lao động, cơ chế chính sách tiền lương. Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, những kiến nghị này được lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương làm rõ, trả lời cụ thể ngay tại buổi đối thoại. Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến thẳng thắn, sát thực, tập trung vào những vấn đề được đông đảo công nhân lao động quan tâm để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải quyết các kiến nghị đề xuất hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp, người lao động được kịp thời, đầy đủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quỳ Phương đề nghị các sở ngành và các cơ quan đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại buổi đối thoại để chủ động giải quyết hoặc tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đảm bảo những kiến nghị tại buổi đối thoại phải được giải quyết. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động để kiến nghị các doanh nghiệp, các sở ban ngành liên quan giải quyết hoặc đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh các phương án xử lý cụ thể theo quy chế phối hợp nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động. Chiều qua, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trưởng Ban chỉ đạo đề án tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 38, trưởng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Trung tâm Y tế huyện Phú Vang về kết quả sau 15 năm thực hiện chỉ thị số 38 CTTVK ngày 7 tháng 9 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc của cả cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể địa phương trên toàn huyện trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thị số 38 CTTVK, các văn bản của Trung ương, của tỉnh và các chính sách về bảo hiểm y tế. Để thực hiện chỉ thị số 38 ngày càng hiệu quả, đồng chí đề nghị thời gian tới, huyện tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền đối với công tác bảo hiểm y tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách chế độ về bảo hiểm y tế, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm y tế, với mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Phong Điền tổ chức đại hội thi đua quyết thắng, Hương Trà sơ kết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là những hoạt động đáng chú ý tại các địa phương. Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua quyết thắng ở huyện Phong Điền đã tập trung vào mục tiêu giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang huyện, thường xuyên coi trọng làm tổ công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng trì các chỉ thị, nghị quyết, phát huy lực lượng bộ máy trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác cả quan điểm sai trái thù địch. Từ phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Phong Điền đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tô thắm truyền thống và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận 01 KLTVK của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 CTTVK về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả nổi bật là địa phương đã tập trung cả nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trở thành một trong các đơn vị đi đầu toàn tỉnh về đầu tư cơ sở vật chất trường học trong giai đoạn 2020-2023. Nhiều dự án trọng điểm đã và đang đầu tư đã làm thay đổi lớn bộ mặt đô thị và nông thôn. Các địa phương, cơ quan đơn vị đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề phức tạp được dư luận quan tâm liên quan đến đạo đức công vụ, công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện chế độ chính sách, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cải cách thủ tục hành chính để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Thưa quý vị, được đầu tư hàng tỷ đồng và đưa vào hoạt động hơn 10 năm nay, tuy nhiên chợ Hương Sơ thành phố Huế ngày càng thưa thớt người mua kẻ bán, nhiều hạng mục đang đối mặt với tình trạng xuống cấp trầm trọng. Điều đáng nói là khu chợ được quy hoạch địa điểm khá thuận lợi và nằm trong khu vực đô thị hóa với tốc độ rất nhanh chóng trong những năm qua. Vậy nguyên nhân của hiện tượng này là gì? Tìm hiểu của phóng viên thời sự. 9 giờ sáng, đáng lẽ phải là thời điểm mà những ngôi chợ phải trở nên sầm uất tấp nập kẻ bán người mua hơn bao giờ hết. Thế nhưng ở chợ Hương Sơ, những cánh cửa cuốn đã luôn đóng sập lại. Những ổ khóa hen rỉ theo thời gian, những ký ốt bị phá dở chỉ còn lại mặt sàn trơ trọi. Chợ Hương Sơ ở thời điểm này vắng vẻ một cách lạ thường. Điều này được cho là do tiểu thương ở chợ đã không còn mặn mà với việc kinh doanh. Nhiều tiểu thương phải bỏ lô đi nơi khác khi bao năm nay luôn buôn bán ế ẩm. Tôi kinh doanh ở đây là từ ngày mới thành lập chợ, càng ngày càng ế đi xuống vì do những cái chợ cóc mọc đây. Mong muốn là chính quyền là dễ dàng xếp những cái chợ cóc đó để cho người dân họ lên chợ chính họ mua chứ. Nghịch lý là cách chợ Hương Sơ chừng vài trăm mét có hai ngôi chợ cóc là chợ Đức Bưu nằm trên đường Trần Quỷ Khoáng và chợ Lề Khê nằm trên đường Tảng Đà đã hoạt động trái phép trong một thời gian dài, khiến một lượng lớn người dân xung quanh khu vực phường Hương Sơ luôn vì thói quen mua bán đã hình thành từ lâu, cũng như sự tiện lợi mà chỉ ghé qua hai ngôi chợ cóc nói trên để mua sắm. Điều này không chỉ gây mất an toàn giao thông cũng như trật tự đô thị mà còn gián tiếp làm một ngôi chợ được đầu tư khang trang và chỉnh chu như chợ Hương Sơ lại ế ẩm và không giữ được chân tiểu thương khi đến kinh doanh mua bán. Nguyện vọng của chợ là yêu cầu là trên phường là phải chăm chút cho chợ, quan tâm tới chợ. Thứ nhất, thứ hai nữa là dẹp cái chợ cũ dưới đi và dẹp mấy cái chợ tạm để cho quay về vì cái chợ đi, vì chợ đi rất là đẹp. Nói chung là khách đi vô là người ta rất là khen. Chợ vừa sạch sẽ này vừa đẹp mà tiểu thương cũng là rất ân cần. Ở thời điểm hiện tại, giá cho thuê cả ký ốt mặt tiền ở chợ Hương Sơ chỉ dao động từ 7 đến 8 triệu đồng trên một năm. Và cả ký ốt nhỏ kinh doanh mặt hàng thực phẩm tươi sống bên trong chợ chỉ dao động từ vài trăm nghìn đến một vài triệu đồng. Dù giá cho thuê đã rất thấp, nhưng điều này vẫn không đủ níu chân những tiểu thương ở lại chợ kinh doanh vì quá ế ẩm. Một số tiểu thương thậm chí đã không còn thực sự hoạt động ở chợ, nhưng vẫn đóng tiền thuê ký ốt đầy đủ để nuôi hy vọng, mong một ngày chợ Hương Sơ có thể sầm uất trở lại và những tiểu thương này một lần nữa có thể quay về tiếp tục mua bán. Hiện tại chợ Hương Sơ có 235 lô, trong đó hiện kinh doanh thực tế là 110 lô. Trong thời gian đến thì cũng vận động tiểu thương cũng như là các doanh nghiệp cũng như là cả các cá nhân tổ chức để về những lô để kinh doanh mặt hàng nhiều hơn trong thời gian đến. Thời gian tới, cả cấp có thẩm quyền cần phối hợp chặt chẽ để chỉnh đốn hoạt động trái phép của hai ngôi chợ cóc Đức Bưu và Lề Khê. Qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng tiểu thương đã bỏ chợ, cần ghi nhận những đề xuất để tiếp tục đề ra giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phục hồi sức mua, sức bán cho chợ Hương Sơ. Qua đó thu hút tiểu thương về lại chợ để kinh doanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có chỉ thị tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân doanh nghiệp. Tại chỉ thị, Thủ tướng đánh giá nhiều quy định thủ tục hành chính chồng chéo, mâu thuẫn qua nhiều tầng nấc khâu trung gian, trong khi việc cắt giảm gỡ vướng cho doanh nghiệp, người dân hạn chế tại một số cơ quan vẫn còn nhũng nhiễu tiêu cực. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành ra soát đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở xã hội, tín dụng, tài nguyên khoáng sản, giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh. Các bộ ngành phải có báo cáo văn phòng chính phủ về việc này chậm nhất là trong tháng 5 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng. Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các đơn vị tích cực tiếp tục nghiên cứu áp dụng chính sách ưu đãi miễn giảm phí dịch vụ thanh toán, phí dịch vụ trung gian thanh toán hợp lý để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
Trong số đó, chính sách ưu đãi ưu tiên áp dụng đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến, dịch vụ công và khách hàng thuộc nhóm đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận trợ cấp an sinh xã hội. Sáng nay, Sở Y tế phối hợp với Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam tổ chức hội thảo phục hồi chức năng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án Hòa nhập 1 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ. Hội thảo phục hồi chức năng, nâng cao chất lượng cuộc sống tỉnh Thừa Thiên Huế với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực phục hồi chức năng đã thảo luận trao đổi những kiến thức hiểu biết đầy đủ về phục hồi chức năng trong tổng quan về sức khỏe, khuyết tật và phục hồi chức năng, y học phục hồi và vai trò của bác sĩ phục hồi chức năng, đối tượng và lĩnh vực can thiệp của vật lý trị liệu, can thiệp phục hồi chức năng đa chuyên ngành, từ đó giúp các y bác sĩ có thái độ đúng về nhu cầu phục hồi chức năng của người dân và sự quan tâm để đầu tư tăng cường nguồn nhân lực phục hồi chức năng, mở rộng độ bao phủ và cải thiện chất lượng dịch vụ phục hồi chức năng tại cơ sở y tế, góp phần đạt được mục tiêu trọng tâm, đẩy mạnh theo phương châm phong phú về nội dung, đa dạng thông tin và sáng tạo về hình thức thể hiện. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được sự hỗ trợ của dự án Hòa nhập 1 từ năm 2022 với các hoạt động về phát triển nguồn nhân lực phục hồi chức năng và cung cấp dịch vụ cho người khuyết tật tại cộng đồng cũng như trong cơ sở y tế. Qua thực tế triển khai dự án, việc tăng cường nhận thức về phục hồi chức năng trong xã hội, nhất là trong hệ thống cả cơ sở khám chữa bệnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ thống phục hồi chức năng và tăng cường chất lượng dịch vụ phục hồi chức năng cho người dân, trong đó có người khuyết tật. Thưa quý vị, vaccine COVID-19 AstraZeneca là một trong những loại vaccine chủ lực được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua, AstraZeneca thừa nhận vaccine của hãng này có thể gây tác dụng phụ hiếm gặp, gây cục máu đông. Vậy những người đã tiêm loại vaccine này có nên lo lắng hay không? Câu hỏi sẽ được các chuyên gia y tế giải đáp ngay sau đây. Rối loạn đông máu gây cục máu đông hay còn gọi là hội chứng huyết khối, kèm hội chứng giảm tiểu cầu là biến chứng nghiêm trọng xảy ra khi tiêm vaccine. Theo các chuyên gia y tế, vì huyết khối kèm theo hội chứng giảm tiểu cầu liên quan đến vaccine AstraZeneca là tác dụng phụ rất hiếm gặp và thường chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn sau tiêm. Kể từ tháng 7 năm 2023, Việt Nam đã sử dụng hết loại vaccine này nên hiện tại không còn rủi ro phát triển hội chứng giảm tiểu cầu sau khi tiêm vaccine AstraZeneca. Do vậy, đối với những người đã tiêm vaccine này, không cần thực hiện xét nghiệm D-dimer hay bất kỳ xét nghiệm đông máu, do không còn nguy cơ gây huyết khối và giảm tiểu cầu ở những người đã tiêm vaccine AstraZeneca từ gần một năm trước. Tỷ lệ mà có xuất hiện hội chứng này ở đây người châu Âu là khoảng 7 cho đến 8 phần 1 triệu mũi tiêm. Còn ở Việt Nam hoặc là châu Á nói chung là khoảng 0,2 cái mũi tiêm. Không phải ai mũi tiêm trên 1 triệu mũi tiêm có xuất hiện biến chứng, cho nên là nó không có ý nghĩa về mặt y học, là nó không có ý nghĩa, có nghĩa là cái mức độ gây hại của nó là không đáng kể hoặc là không quan tâm. Một cái vấn đề thứ hai nữa đó là mũi tiêm đầu tiên và sau 3 đến 21 ngày thì nó có thể xuất hiện cái tình trạng này, còn sau đó từ mũi thứ hai trở đi không bao giờ xuất hiện. Vì vậy cho nên là nhắc đến cái biến chứng của AstraZeneca đến bây giờ thì hoàn toàn vô nghĩa, nó không có ý nghĩa gì cả. Và cái vấn đề thứ ba thì cái hại của nó là có thể có một tí, nhưng mà hiệu quả của nó thì chúng ta thấy rồi, nó kiểm soát rất tốt cái dịch COVID. Với 75 triệu người Việt Nam mình tiêm, mà nếu có 1 đến 2 người có xuất hiện hội chứng TTS thì hoàn toàn bình thường. Khi triển khai tiêm vaccine COVID-19, Bộ Y tế đã rất thận trọng, người tiêm phải đo huyết áp, khám sàng lọc trước khi tiêm, theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm. Ngay sau khi nhận được các thông tin về trường hợp thuyên tắc huyết khối kèm theo giảm tiểu cầu sau khi tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca, Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành quyết định số 1966 ngày 22 tháng 4 năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vaccine COVID-19. Tài liệu đã được Bộ Y tế phổ biến đến 63 tỉnh thành ngay trong tháng 4 năm 2021. Hiện nay, theo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, cơ quan này đang xem xét dừng hiệu lực của quyết định cho phép nhập khẩu sử dụng vaccine COVID-19 AstraZeneca tại Việt Nam. Tổng thống người dân thì nếu tiêm rồi thì bây giờ là hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng gì, vấn đề gì cả. Và bây giờ nếu cần thì vẫn tiêm, nhưng mà cũng không có vấn đề gì cả. Nói chung là tỷ lệ xuất hiện bệnh nhân rất là thấp, không đáng kể. Hoặc là cái tác hại của nó hoàn toàn là không có ý nghĩa đối với tác dụng của nó. Cho nên là mình vẫn yên tâm để sử dụng. Muốn kiểm tra cái tình trạng mà mình có nguy cơ bị bệnh nhiễm hay không thì cái đó là một cái xét nghiệm huyết học rất thông thường, là công thức máu thôi. Mà xét nghiệm đó là xét nghiệm thường quy và ai cũng biết hết rồi.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần liên tục cập nhật thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và chính thức để có cái nhìn đầy đủ hơn về các biện pháp phòng chống dịch và hiểu rõ lợi ích của việc tiêm chủng. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế mới thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Độ ẩm dao động trong khoảng 72 đến 97%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến tây bắc cấp 4, sóng biển cao 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết trong 2 đến 3 ngày tới, ngày 23 đến ngày 24 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh, nhiệt độ tăng nhẹ.